Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về cái ứng dụng Infina. Hiện tại thì ứng dụng này đã cho phép mình mua, tức là bắt đầu sắp tới là triển khai mua cổ phiếu. Các bạn được mua theo cái mệnh giá tiền trên cái app này luôn. Và hiện tại đang bắt đầu thưởng cho những người dùng app và những người dùng mới app. Điều kiện như thế nào thì bây giờ mình sẽ mở vô đây, các bạn thấy khi mà được được tặng cổ phiếu á, đối với người dùng mới thì mình được số lượng ngẫu nhiên, tự tự do lựa chọn những cái cổ phiếu trong nhóm VN30 đối với những người dùng mới nè. Thứ hai là người dùng đã đang dùng thì sẽ có một lượt mở quà nếu một trong hai trường hợp sau có tổng số dư đầu tư vào thời điểm ra mắt chương trình là từ 250.000 trở lên. Rồi. Tiếp theo là chưa có đầu tư sản phẩm nào trên Infina trước ngày 8 tháng 12. Đó. Và sắp tới là khi mà chúng ta giới thiệu bạn bè thì 2-3 lượt thì chúng ta sẽ được tặng một cái lượt mở cổ phiếu. Khi mà chúng ta có được cái cổ phiếu này thì chúng ta có thể chuyển đổi thành tiền thưởng nè, rút về tài khoản ngân hàng nè, giao dịch trên sàn nè, sở hữu lâu dài luôn. Bây giờ như thế nào? Đây, cái cổ phiếu mà mình được tặng là Thế Giới Di Động nè. Mệnh giá hiện tại của nó là 135.400 đồng, tăng 0,37%. Thì hiện tại mình có thể rút về ngân hàng, nhưng mà cái này chưa có, hoặc là đổi thưởng. Chúng ta đổi thành cái tiền và chúng ta mua chứng chỉ quỹ. Hiện tại cái số lượng là 0,2239, tổng giá trị là 30.000. Cái này là nó đã tăng lên rồi các bạn ạ. Lúc trước là mình được thưởng 30.000. Thì cái này đây, cái chi tiết của nó thì ngẫu nhiên các bạn sẽ nhận được từ 300.000 đến 1 triệu. Đối với những người mà người dùng mới, đối với các bạn chưa có tải app, bạn tải app về rồi bạn nhận vô. Đó, thì chúng ta sẽ được nhận những cổ phiếu như Vingroup, Vinamilk, FPT, Vietcombank, Techcombank, BNC, Vietjet, Masan, Hòa Phát. Hiện tại là Hòa Phát đang tăng tới 2,47% gần trước.